Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa Bàn Đến Giao Lưu. Hôm nay là Bình Tân với những cái phô mai giao lưu, xin mời. Rồi, chào anh Phong ơi. Dạ, em chào anh Hòa. Dạ, con xin kính chào các bác, các chú, anh chị em gần xa trên cả nước. Hôm nay con có về được 6 phô mai, trong đó là 5 phô tứ quý và 1 phô mai vàng. Dạ. Để xin giao lưu cùng các bác, các chú, anh chị em. Mong các bác, các chú, anh chị em xem ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho con. Con chân thành cảm ơn và biết ơn cái điều đó. Rồi, cảm ơn Phong nhiều. Rồi, cụ thể số 1 mấy anh ơi. Dạ, cụ thể là số 1. Rồi, cho nhẹ dòng đi nè, xoay xoay đi. Số điện thoại của con là 0906 000 774. Địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình của con là miễn phí ship cho các bác. Rồi, miễn phí ship. Rồi, đầu tiên số 1 là tứ quý gì anh ơi? Dạ, đầu tiên là số 1 là tứ quý. Rồi, tứ quý luôn mấy anh ơi, tứ quý luôn. Cây này có bộ đế rất là đẹp nha các bác. Lý do là tại bộ điện đi trễ nè, người ta đi công tác không nhận này, không phải là lấy đâu. Mã số 1 tứ quý mấy anh ơi, tứ quý. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi, cho xin thông số của em số 1 luôn ơi, tứ quý. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 34 nha các bác. Rồi, 34 mấy anh ơi, chiều cao của em luôn. Dạ, chiều cao của em đó là hết thước các bác ơi. Rồi, hết thước luôn mấy anh ơi. Mã số 1 tứ quý nha mấy anh. Dạ, giá luôn anh ơi. Dạ, mã số 1 là con xin Zalo với các bác là giá 3.700.000. 3.700.000, chi cành có luôn anh ơi. Rồi, đổi luôn. 3.700.000. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp tục là tứ quý luôn anh ơi, tứ quý luôn. Mã số 2. Dạ, tiếp tục vẫn là tứ quý nha các bác. Số 2 luôn anh ơi, số 2 luôn. Mã số 2 luôn. Rồi, vậy là cho thông số em số 2 luôn ơi. Tứ quý nha mấy anh ơi. Tứ quý. Có hai thân con xin đo một thân cho các bác tham khảo nha các bác. Tất cả đều phí ship miễn phí nha mấy anh. Dạ hoành em nói tại vị trí này là 33. Rồi, 33 luôn. 33, chiều cao của em luôn. Dạ chiều cao nó là 112. 112. Rồi. Rồi, mã số 2 mình cho giá luôn ơi. Dạ, mã số 2 này xin giao lưu với các bác là giá 3.500.000. Em này là 3.500.000. 3.500.000. Tất cả phí ship đều miễn phí nha mấy anh. Rồi, vậy đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, tiếp theo số 3. Mã số 3 mấy anh ơi, số 3. Tiếp tục là tứ quý đúng không anh ơi? Dạ, số 3 là cũng là tứ quý nha các bác. Tiếp tục là tứ quý luôn. Rồi, cho thông số của em này luôn anh ơi, số 3 mấy anh ơi, tứ quý. Dạ hoành em nói tại vị trí này là 49 nha các bác. Rồi, 49 luôn, cao luôn. Dạ chiều cao nó là 127. Rồi, 127 mấy anh ơi, 127. Xoay luôn.
Xin nhắc lại số 3 Tứ Quý. Dạ, giá luôn ơi. Dạ, mã số 3 là xin giao lưu với các bác là giá 5.700.000. Rồi, 5.700.000. 5.700.000. Tứ Quý, mã số 3. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo là số 4. Rồi, em này là số 4, tiếp tục là Tứ Quý mấy anh ơi, số 4. Mã số 4. Rồi, cho thông số của em này luôn anh ơi. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 43. Rồi, 43. Cao luôn. Dạ, chiều cao em nói là 88. 88 luôn mấy anh ơi, 88. Xây luôn anh ơi, xây luôn. Rồi, mình cho giá luôn anh ơi, cho giá luôn. Dạ, mã số 4 là xin giao lưu với các bác là giá 3.700.000. Rồi, em này là 3.700.000. Tứ Quý 3.700.000. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo. Tiếp tục là Tứ Quý luôn mấy anh ơi. Tứ Quý luôn. Mã số 5 cũng là Tứ Quý nha các bác. Rồi, tiếp tục là số 5 Tứ Quý luôn. Rồi, cho thông số của em số 5 luôn ơi, số 5. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 43. Rồi, 43. Dạ, chiều cao em nói là 90. 90 chiều cao mấy anh ơi, chiều cao 90. Dạ, mã số 5 là xin giao lưu với các bác là giá 4 triệu đồng. 4 triệu đồng. 4 triệu đồng Tứ Quý mã số 5. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Số 6. Dạ, số 6 là mai vàng nha các bác. Mai vàng. Dạ, số 6 cũng là thôi cuối cùng của ngày hôm nay các bác. Rồi, tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn. Mã này là mã số 6, mai vàng. Dạ, cây này nó có sẹo chỗ này nha các bác, nhưng mà nó sành đá rồi, không sao nha các bác. Đây, chỗ này đây. Cái sẹo đó ngày xưa người ta cắt giật vô để người ta nuôi lại. Đã liền sẹo thành đá rồi. Rồi, cho thông số em này luôn ơi, mai vàng mã số 6 mới rồi. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 37. Rồi, 37 luôn, cao luôn. Dạ, chiều cao em nói là 120. Rồi, 120. Xoay luôn ơi, xoay luôn. Dạ, mã số 6 này cũng xin giao lưu với các bác là giá 3.500.000. 3.500.000. Phí ship miễn phí mấy anh ơi, miễn phí ship cho mấy anh luôn. 3.500.000. Rồi, vậy là cuối video, chào bà con luôn ơi.
Dạ, cuối video này con cũng xin kính chào các bác, các chú, anh chị em gần xa. Dạ, con xin chúc sức khỏe các bác, các chú, anh chị em và gia đình được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Con xin chân thành cảm ơn. Rồi, tạm biệt anh và hẹn gặp lại luôn. Rồi, tạm biệt luôn mấy anh ơi, chúc sức khỏe, hẹn gặp lại nha, mến chào, tạm biệt.